liên quan đến vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam, tấn công nữ nhân viên sân cóp phải đi cấp cứu. Mặc dù không bị cơ quan công an khởi tố, nhưng theo Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết, ông Nguyễn Viết Dũng đã đề đạt nguyện vọng xin thôi làm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam với lý do sức khỏe, công việc gia đình. Lãnh đạo thị ủy Điện bàn tỉnh Quảng Nam cho biết, chưa có kết quả kiểm tra, xử lý về mặt đảng đối với ông Nguyễn Viết Dũng. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam, người tấn công nữ nhân viên sân golf ở Đà Nẵng. Cũng theo lãnh đạo thị ủy điện bàn, các cơ quan liên quan phải làm việc với Công an quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng về kết quả điều tra và sẽ tiếp tục xác minh làm rõ mức độ vi phạm như thế nào để có hướng xử lý tương thích theo quy định của Đảng. Về phía Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam, ông Nguyễn Công Thanh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết, ông Nguyễn Viết Dũng đã đề đạt nguyện vọng xin thôi làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam với lý do sức khỏe, công việc gia đình. Dự kiến, thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ họp và xem xét có thể thực hiện quy trình cho ông Dũng thôi làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nếu ông có nguyện vọng. Ông Thanh nói, theo quy định, nếu không truy tố thì không có đình chỉ bãi miễn tư cách đại biểu đối với ông Dũng, nhưng Hội đồng nhân dân tỉnh có thể sẽ xem xét cho ông Dũng tự rút theo nguyện vọng cá nhân liên quan tới vụ việc ông Nguyễn Viết Dũng tấn công nữ nhân viên sân golf ở Đà Nẵng. Hôm mùng 7 tháng 1, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam nhận được thông báo từ công an quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng về việc không khởi tố vụ án. Ông Thanh thông tin, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam đã nhận được quyết định từ công an cho biết không khởi tố vụ án, vụ việc không cấu thành tội phạm. Mặc dù không bị khởi tố, nhưng với tư cách là đại biểu của nhân dân, đại biểu cho quyền và lợi ích chính đáng của người dân, là người can thiệp bảo vệ quyền lợi ích của dân nhưng ông dũng lại vi phạm về mặt đạo đức phẩm chất gây ảnh hưởng lớn trong dư luận quần chúng ảnh hưởng uy tín của tổ chức